Ở đây người ta cho chúng ta là axit salicylic. Là axit này có cái dạng đó là axit benzoic và octohydroxy trong cái vòng benzen. Thì tác dụng với anhydride acetic thu được axit ethyl salicylic. Công thức là như thế này. Thằng này được ứng dụng làm thuốc cảm aspirin. Như vậy đây mình có như sau. Đó là có vòng benzen đúng không? CH3 COO C6H4 COOH. Chúng ta đi tới dụng với KOH. Thì đây em có này, ở đây em có hai nhóm chất. Đây là nhóm chất COO và nhóm chất COH thì cần hai KOH. Cộng với OC6, như vậy chúng ta cần 3 KOH. Ở đây chúng ta sẽ tạo thành muối đó là CH3 COOK. Muối thứ hai là C6H4OK COOK cộng cho H2O. Ở đây người ta cho khối lượng của axit này là 43,2 gram. Chúng ta có M lớn. CH3 là 15, CO44, C6, H4, COH là 45. Ở đây là bằng 180. Như vậy em lấy 43,2 chia cho 180 là bằng 0,24 mol. Thì em ta chuyển qua cho KH thì nó sẽ gấp 3 lần. Tức là 0,72 mol. Mol này sẽ bằng gì? Sẽ bằng thể tích nhân nồng độ là bằng V. Như vậy V bằng 0,72. Có đúng bây giờ là câu A.